Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tiền người miền Tây nha. Hôm nay mình sẽ làm món đặc biệt. Ở đây mình có hai con mực nha mọi người, hai con mực cũng khá là lớn đó. Hai con mực này của mình thì nó trọng lượng của nó là hơn 1 kg nha mọi người nha. Thì mình sẽ làm món mực nướng sa tế. Rồi, và đây là tất cả những cái nguyên liệu để mình làm cái món mình ướp cho cái hai con mực của mình nha. Ở đây mình có mè. Mè mình đã rang lên cho nó thơm rồi. Ở đây mình có 2 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh hạt nêm, 4 muỗng canh tỏi sấy, 1 muỗng canh muối bột Hàn Quốc và 2 muỗng canh bột ngọt. Và đặc biệt ở đây mình có một cái ly này là ly rượu nếp nha mọi người. Rượu nếp mà là rượu gấc nữa đó. Nó tới 40 độ lần đó mọi người. Và ở đây mình có một hũ sa tế tôm. Ngon. Sa tế cay nha mọi người, món này thì phải sa tế cay mới ngon nha. Ở đây mình có gừng. Gừng mình đã đâm ra rồi nè mọi người, và mình đã chế một chút xíu nước vô ha. Và mình sẽ chỉ lấy cái nước gừng thôi nha, để mình ướp cho cái con mực của mình á. Nó bán cái mùi tanh của con mực nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ ướp nha mọi người nha. Đầu tiên mình sẽ lọc cái nước gừng này ra nha. Bỏ cái xác của nó ha. Mình chỉ lấy cái nước thôi nha. Gừng không thể thiếu nha mọi người, phải có gừng nha. Rồi, mình sẽ đổ hết cái cốc rượu này vào. Rồi, mình sẽ cho tất cả gia vị này vào hết nha. Đây là muối bột Hàn Quốc. Cái muối bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc, mình xin lỗi, cái ớt bột Hàn Quốc này á, mình để với cái số lượng nhiều nó mới cay nha mọi người. Còn số lượng ít nó không có cay đâu nha. Bột ngọt. Mè, mình sẽ cho phân nửa mè vào để mình ướp thôi. Còn phân nửa mè một chút xíu khi mình nướng xong á, mình sẽ để vào cho nó thơm nha. Và nó sẽ làm cho món ăn đẹp nữa mọi người ơi. Món ăn thì nó phải vừa ngon thì và vừa đẹp nữa nha. Còn thiếu một cái nguyên liệu nữa, đó là dầu hào. Mình quên. Bây giờ mình mới nhớ ra nè. Đầu bếp nó không có chuyên nghiệp nó vậy đó mọi người. Cứ bị quên cái này. Mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu hào vào nữa nha mọi người nha. Phải có dầu hào nữa thì món ăn của mình mới ngon ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mang bao tay vào. Và mình sẽ trộn đều những cái gia vị này lên hai con mực của mình nha. Mình đã có dùng dao mà mình cứa để cho nó thấm gia vị vào hơn nè mọi người. Đó, mình khứa vậy đó. Cho nó thấm gia vị và mình nướng nó cũng sẽ mau chín hơn là mình không khứa nha, mình để nguyên thì nó sẽ không thấm gia vị vào cho lắm đâu mọi người ơi. Và mình khi mình nướng lên thì những cái khứa này nó bung ra nó cũng sẽ rất là đẹp luôn. Đó, món ăn ngon và nó sẽ ngon hơn khi mình nhìn thấy nó đẹp nữa ha mọi người ha. Rồi, mình cứ ướp như vậy, mọi người thấy hấp dẫn chưa? Mình ướp thôi là mình đã thấy hấp dẫn rồi đó. Cái mùi rượu nếp á mọi người, cái mùi rượu nếp nó rất là thơm nha. Rất là thơm luôn. Rồi, mình sẽ để đây ít nhất trong vòng 1 tiếng đồng hồ cho mực của mình thấm. Và trong lúc này thì mình sẽ đi nhúng than lên, mình sẽ đốt than lên nha. Bây giờ mình sẽ nướng mực nha. Nóng quá cả nhà ơi. Đây, con mực của mình đây. Con mực khổng lồ. Wow. Khói bốc lên quá chừng rồi.
Xin chào mọi người. Mọi người ơi, từ sáng tới giờ mình đã làm cái món mực nướng sa tế này của mình. Mọi người ơi, súc mồ hôi hột. Trời nóng quá nha, mọi người bữa nay thông cảm cho mình nha. Trời nóng quá cho nên là bữa nay mình mặc đồ nó hơi mát mát chút xíu. Mọi người ơi, sáng giờ quần quật với cái món này á. Mọi người bây giờ đã 1 giờ chiều rồi, mình chưa có ăn cơm cho nên là rất là đói rồi. Bây giờ mời mọi người cùng ăn với mình nha. Đây, ở đây mình có một mâm đậu bắp luộc, bắp cải tí hon luộc, dưa cải chua. Dưa cải chua mình làm ở trong cái video lần trước đó mọi người, hồi lúc 20 mấy Tết mình ăn tới giờ này còn đó. Thì hôm nay cái món này mình sẽ ăn với ba loại nước trắng, đó là tương ớt xanh, tương ớt đỏ và tương đen. Nói chung là đói lắm rồi. Giờ mình cắt nó ra nha, cắt nó ra ăn nha. Đói lắm rồi mọi người ơi, từ sáng tới bây giờ. Bình thường là khoảng 12 giờ, hơn 12 giờ là mình ăn ăn cơm sáng. Rồi mọi người nướng cái rau mực mà nó bị đen luôn á. Nói chung là hải sản á, mình nướng kỹ cho nó chắc ăn ha mọi người ha. Chứ nướng mà sơ sài quá thì ăn nguy hiểm lắm, cho nên là mình nướng rất là kỹ luôn. Mình nướng 1 tiếng mấy đồng hồ hai cái con mực này nè mọi người. Mình không có để lửa than nhiều nha, mình để lửa than ít thôi. Và mình nướng nó từ từ, phải cho nó chín từ từ mọi người. Và nó chín rất là chất lượng luôn mọi người ơi. Nuốt nước miếng quá trời luôn rồi. Mọi người tưởng tượng đi, sáng mình không ăn sáng. Hôm nào mà làm video á là mình không có thời gian ăn sáng mọi người. Không có thời gian ăn sáng luôn. Chỉ pha được 1 ly cà phê sữa để uống. Tại vì mình bị nghiện cái món cà phê sữa. Cho nên là mình có thể nhịn ăn sáng được nha. Nhưng mình không có thể nào nhịn uống cà phê nha mọi người. Mình phải có cà phê mình uống thì mình mới chịu nổi nha. Cắt nhỏ nhỏ thì dễ ăn mọi người ha. Ở đây mình sẽ có 2 cây nĩa, một cây nĩa lớn và một cây nĩa nhỏ, nhưng mà mình nghĩ chắc có lẽ đó. Mình ăn cây nĩa nhỏ là được rồi mọi người. Bây giờ mình dời nó qua đây một chút xíu đi. Con mực này nè ha, mình để cái dĩa này của mình lên đây đó. Trời ơi, ở yên dùm đi, đừng có chạy gì nữa mọi người ơi. Không hiểu sao giờ này á là 1 giờ chiều, đúng rồi, có nghĩa là đã là vào giờ chiều của những người làm việc, hàng chi giờ này á có cái tiếng hơi ồn một chút. Mọi người ơi, đây là bắp cải tí hon. Cải tí hon nha. Mình đi chợ mình thấy nó dễ thương quá, cho nên mình mua. Bây giờ mình ăn thử một cái bắp cải tí hon trước. Ngon. Nó khá là chắc thịt. Nó rất là chắc thịt nha. Bây giờ ăn miếng mực nha. Chấm tương xanh trước rồi. Mình sẽ thử xem cái loại nước chấm nào sẽ ngon nha. Cay. Nói chung con mực này của mình á, mình ướp 1 hũ sa tế nó đã quá cay rồi mọi người. Mọi người á, mình vừa nướng mà nó bay cái mùi lên á, mà mình vừa sặc á mọi người. Mình nướng con 2 con mực này mình sặc muốn chết luôn á. Mình sẽ ăn thử một miếng mực mà không cần chấm, thử coi nó vừa ăn không nha. Mọi người thấy nó giòn không? Mọi người ơi, khi mà lúc sáng mình ướp như vậy á thì mình thấy là mình ăn luôn, mình không cần chấm là nó vừa ăn luôn rồi mọi người. Không cần chấm nha. Nhưng mà thôi, chấm tương ớt đỏ thử coi nè. Xin mời mọi người nha, hồi nãy giờ mình quên nữa. Cái tương ớt xanh này nè, cái vị mặn nó hơi nhiều, cho nên khi con mực này của mình ướp nó đã vừa ăn rồi, mình chấm vô tương ớt xanh này nữa thì mình ăn mình thấy nó bị mặn nha. Cái tương ớt đỏ này nó ít mặn hơn, cho nên chấm vào cái tương ớt đỏ này thì cũng khá là ok. Mình rất thích ăn rau mực nha. Không cần chấm mọi người, mình nghĩ không cần chấm đâu, nó rất vừa ăn à. Mọi người có thể tin nổi là cái dưa cải của mình á, mình làm hồi lúc
mình quay cái video cho mọi người xem thì hôm đó nó cũng đã 27, 28 Tết rồi ha. Mà mọi người tin tới hôm nay là bữa nay là 10 ngày 19 của mình rồi đó mọi người. Ngày 19 của mình rồi. Có nghĩa là nó khoảng 20 ngày rồi. 17, 18. Ừ, khoảng 20 ngày rồi đó mọi người. Nhưng mà ăn nó hoàn toàn nó giống như lúc mình mới làm luôn. Nó không có bị mà cái tình trạng mà nó bị chua ái hay là gì hết, nó hoàn toàn giống như lúc mình mới làm mình ăn luôn. Ừ. Trời, cái cách làm dưa cải chua của mình nó đặc biệt ở chỗ đó ha. Nhưng mà mọi người phải bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Chứ nếu mọi người để ở bên ngoài thì nó sẽ bị rất là chua. Còn do mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh cho đến ngày hôm nay là đã 20 ngày rồi. Vẫn còn rất là ngon. Bình thường luôn, ăn bình thường không có gì hết. Mọi người thấy mình ăn mà mình không nhăn mặt là mọi người hiểu rồi đó. Mình ăn chua dở lắm. Cái gì mà hơi chua nhiều là mình ăn mình bị nhăn mặt nha. Ok. Đậu bắp. Đậu bắp luộc thì dĩ nhiên mà đậu bắp luộc mà mình ăn với mấy cái này thì rất là ngon rồi đúng không mọi người? Tương. Chấm nhiều quá đắt mặn quá. Lý do mình luộc mà mình không cắt cái đầu này ra để cho nó đừng có bị nhớt nha mọi người. Nếu mà mình cắt cái đầu này trước thì mình luộc á, cái trái đầu bắp nó sẽ bị nhớt nha. Thôi mình thấy mình cầm ăn nó dễ hơn luôn á trời. Ngon. Nói chung đói bụng ăn gì cũng ngon. Nó không phải đói bụng bình thường nữa mọi người. Nó đói sạch mặt luôn. Nó cay mà nó ngon. Nó rất là ngon. Nhưng mà nó cũng rất là cay. Mình thích ăn mấy cái cầu mực á. Nướng nó bị khét luôn. Bớt vừa ăn quá chừng luôn. Đầu bếp nào mà giỏi thế không biết. Không cần chấm. Mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện nha. Câu chuyện là hồi Tết này. Khi mình quay cái video mà mình đi dạo công viên ngày mùng 1 Tết đó mọi người. Thì sau khi đi chùa xong thì mình và con gái mình mới đi ra công viên đi dạo và quay công viên trộn cho mọi người xem đó. Thì mọi người biết sao không? Lúc đó thì công viên có khá đông, có khá đông các bạn trẻ. Các bạn trẻ uống cà phê ở dưới công viên đó đó. Thì hai mẹ con tung tăng tung tăng. Hai cái mẹ con mặc hai bộ áo dài màu đỏ và đi tung tăng giữa trời nắng, vừa đi vừa quay phim vừa nói chuyện. Con gái mình một hồi cho nó nói gì? Mẹ ơi, người ta nhìn mình kìa mẹ. Chút xíu cái. Mẹ ơi, người ta nhìn mình quá trời kìa mẹ. Cái lúc đó mình biết sao giờ. Nếu mình nói không khéo thì nó sẽ đi về. Tại vì nó mắc cỡ. Cái mình mới nói không sao đâu con, người ta nhìn kệ người ta đi. Tại người ta thấy mẹ con mình đẹp quá, người ta nhìn. Rồi. Nghĩ sao tự tin ghê. Kệ đi con, người ta tại mẹ con mình đẹp quá thì người ta phải nhìn thôi con ơi. Đẹp là người ta phải nhìn thôi, cái chuyện nó bình thường. Con đừng để ý tới kệ nữa. Ai nhìn ta, ai nhìn kệ người ta cả. Mình cứ làm việc của mình đi. Mà mọi người á, mình công nhận một điều nha mọi người, từ ngày mình làm y tế này tới giờ, trời, cái mặt mình chai dễ sợ luôn. Chai. Hồi xưa mình chưa nhỏ lớn mình nhát lắm mọi người ơi, mình nhát lắm, tiếp xúc với người khác mình cũng rất là nhát. Từ ngày làm y tế giờ tự nhiên biết càng ngày mặt càng chai. Hết biết mắc cỡ lại gì luôn. Ai nhìn cứ nhìn. Mình cứ tung tăng. Vừa đi vừa quay phim vừa nói chuyện. Với cái hôm mà mình đi quay ở trên chùa đó mọi người cũng vậy nữa. Trời ơi, người ta nhìn quá trời nhìn luôn mà không hiểu sao vô tư. Gái mình nó mắc cỡ quá trời luôn, mình vô tư. Ai thích nhìn cứ nhìn, vô tư ngộ thì thật là lạ lùng. Ngon quá mọi người ơi. Mọi người làm thử cái món mực nướng sa tế này nha. Thì video mình cũng đã khá dài rồi mọi người. Thôi mình xin kết thúc video mình tại đây nha. Mọi người nếu yêu thích kênh của mình thì mình xin mọi người hãy nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông thông báo để khi mình có video mới mọi người sẽ được xem những video mới nhất của mình nha. Và nếu thấy video của mình hay thì xin hãy cho mình xin một like, một chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến kênh của mình và để cùng vào xem video của mình nha mọi người. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.
Bye 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 bye. Xin chào, xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.